Kinh văn. A Nan, nhất thiết thế gian danh tưởng tương tục, danh tùng thuận tập, tưởng tùng biến lưu, lâm lạc trung thời, vị giả nhãn xúc, nhất danh thiện ác, câu thời đốn hiện, từ nghịch danh thuận, nhị tập tương giao. Việt dịch: A Nan, tất cả thế gian sống chết nối nhau, sống thuận theo thập quán, chết đổi theo dòng khác. Khi sắp mệnh trung chưa hết hơi ấm, thiện ác một đời đồng thời hiện ra. Cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen nhau. Giảng giải. Đức Phật lại bảo: A Nan, ông nên biết rằng tất cả thế gian sống chết nối nhau, sinh ra và chết đi, chết xong lại tái sinh, luôn nối tiếp nhau trong cái vòng luân lưu bất tận. Sống thuận theo tập quán, sống theo những điều mọi người mong muốn, chết đổi theo dòng khác. Khi chết, con người sẽ theo nghiệp báo mà tiếp tục tái sinh. Tùy theo loại nghiệp đã tạo, con người bị cuốn vào bánh xe sinh tử. Khi sắp mệnh chung chưa hết hơi ấm, thiện ác một đời đồng thời hiện ra. Chưa hết hơi ấm có nghĩa sáu thức và thức thứ bảy đã đều khỏi thân, nhưng thức thứ tám vẫn còn tồn tại. Trong kinh văn nói hơi ấm, tức là chỉ thức thứ tám còn hiện diện trong thân nên thấy ấm. Chẳng hạn như thức thứ tám rời đi qua đôi chân, chân sẽ ấm, đi qua vùng bụng, bụng sẽ ấm, còn như thoát qua đỉnh đầu thì hơi ấm sẽ đọng lại cuối cùng nơi đó. Sau khi chết, thức thứ tám của người đó gọi là thân trung uẩn hoặc thân trung ấm. Khi người còn sống, thức ấy gọi là thân uẩn hiện hành, thường được hiểu là hồn, là Phật tính theo nhà Phật. Khi một người sắp chết, mọi hành vi thiện ác trong đời đều hiện diễn. Tùy theo hành động tạo tác, người đó sẽ nhận lấy quả lành hoặc dữ. Nếu hành thiện, họ sẽ được lên các cõi trời, hành ác tất sẽ xa vào địa ngục. Một người tích tập nhiều việc thiện, khi lâm chung hơi ấm sẽ thoát ra từ đỉnh đầu. Còn như gây nhiều tội ác, tạo lắm nghiệp chướng, hơi ấm sẽ thoát ra từ đôi chân. Nhìn chung, hơi ấm thoát ra từ phần trên thân người, có nghĩa người đó sẽ tái sinh nơi tốt đẹp hơn. Còn như thoát đi từ phần dưới thân, tức là sự đi xuống, cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen nhau, cái nghịch và cái thuận cùng đối nhau trước lúc tử và sinh. Kinh văn. Thuần tưởng tức phi, tất sanh thiên thượng, nhược phi tâm trung, kiêm phước kiêm tuệ, cập giữ tịnh nguyện, tự nhiên tâm khai, kiến thập phương Phật, nhất thiết tịnh độ, tùy nguyện vãng sanh. Việt dịch: thuần là tưởng thì liền bay lên, chắc sinh lên cõi trời. Nếu trong tâm bay lên, gồm có phúc đức trí tuệ cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ mười phương chư Phật, tùy nguyện mà vãng sinh. Giảng giải: thuần là tưởng, có nghĩa chỉ có tưởng mà không có tình. Tưởng là dương và tình là âm. Thuần tưởng là chuyên nhất quán tưởng, chẳng suy niệm gì khác. Tư tưởng con người chi phối hầu hết các sự việc, chẳng hạn việc ăn uống hút thuốc đều xuất phát từ ý tưởng. Đầu tiên người ta nghĩ về điều ấy, kế đến mới hành động. Trái lại, nếu người đó quyết định không làm điều gì thì họ sẽ không làm. Nếu muốn ăn ngon, tôi đi mua thức ăn ngon để ăn. Nếu muốn mặc đẹp, tôi mua quần áo đẹp. Nếu thấy khác, người ta sẽ tìm lấy nước uống hoặc bia rượu. Tâm trí con người thường luôn bận rộn về nhiều điều. Khi gặp một người thiện tri thức, khuyên họ hãy thôi hút thuốc, dừng việc ăn thịt uống rượu, họ đồng ý nghe theo lời khuyên, nhưng tâm ý của họ đã quen thiết với những điều đã qua. Họ bắt đầu mơ tưởng đến hút thuốc, ăn thịt uống rượu. Họ thực sự không tự tỉnh, không tránh được những cám dỗ quen thuộc, nên lôi cả vào trong mộng mị. Khi thức tỉnh, họ thấy tiếc vì những điều mơ thấy. Tôi đã dừng các việc ấy, tại sao vẫn còn mơ thấy? Họ tự của trách mình. Tôi đã nói qua rất khó kiểm soát lấy mình. Khi chúng ta đau yếu và càng khó khăn hơn khi mộng mị. Chỉ thuần là tưởng thì liền bay lên, chắc sinh lên cõi trời. Nếu trong tâm bay lên, gồm có phúc đức trí tuệ cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ. Tuy nhiên nếu người đó không có ý sinh lên các cõi trời, mà trong tâm có cả phúc đức trí tuệ cùng với nguyện thành tịnh, họ sẽ được sinh vào cõi Phật. Phật là đấng lưỡng toàn, thì ngài thành tựu trọn vẹn cả phúc và tuệ. Biết được vậy, mọi người tất sẽ muốn tu cả phúc và trí. Tu phúc mà thiếu trí, chẳng khác chi con voi mang vòng ngọc. Tu trí mà thiếu phúc, khác nào A-la-hán mang cái bát rỗng. Vòng ngọc đẹp có giá trị, nhưng mang vào cổ con voi sẽ không thấy đâu là sức mạnh của tư tưởng và trí tuệ. Nếu quý vị có được trí tuệ khi tu học kinh điển,
khi ngồi thiền nhưng không vun trồng những cội phúc, như vậy sẽ không thể thực hiện bố thí, rốt cuộc quý vị sẽ thấy khó chịu, thiếu thốn. Vun trồng cội phúc có nghĩa làm những việc phúc thiện, đặc biệt là các ngày lễ Phật như Phật đản, các ngày kỷ niệm chư Phật Bồ Tát và ngày sinh của quý vị, ngày rằm. Nếu quý vị thực hiện bố thí và lập công quả trước Tam Bảo, chắc chắn sẽ được nhiều phúc đức. Nếu không gieo trồng nhân đức, chúng ta sẽ chẳng được phúc. Nếu quý vị chỉ chuyên chú trí tuệ, không gây dựng phúc, thì quý vị thành A-la-hán sẽ không có ai đến cúng dường. Đấy là vì không gieo nhân nên chẳng có quả để gặt. Nếu muốn người khác giúp khi mình cần thiết, tất nhiên quý vị phải bố thí hoặc làm lợi ích cho người khác ngay từ bây giờ. Đấy là đạo lý rất đơn giản. Trồng dưa được dưa, trồng đậu sẽ được đậu. Tịnh nguyện có nghĩa là trước Phật và Bồ Tát, quý vị nguyện. Nguyện sinh vào Tây Phương tịnh độ, với xem chín phẩm như các từ phụ của tôi. Khi xem nở, tôi sẽ được thấy Phật, tỏ ngộ lẽ vô sinh, đồng hành cùng các bất thoái Bồ Tát. Và quý vị mong muốn sinh vào Đông Phương tịnh độ, những lời nguyện thành tịnh làm cho tâm được tỏ ngộ, thấy tất cả tịnh độ mười phương chư Phật, tùy nguyện mà vãng sinh. Một người có thể được phúc trí và nguyện cuối đời, họ sẽ được thấy Phật trong mười phương, có thể sinh vào cõi tịnh độ như họ muốn. Kinh văn: tình thiểu tưởng đa khinh cử phi viễn, tức vi phi tiên đại lực quỷ vương, phi hành dạ xoa địa hành la sát, du ư tứ thiên sở cứ vô ngại. Việt dịch: tình ít tưởng nhiều cất lên không xa thì làm phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành dạ xoa địa hành la sát, đi khắp bốn cõi trời không bị ngăn ngại. Giảng giải: tình ít tưởng nhiều cất lên không xa. Tình có thể hiểu là khả năng tri giác cảm giác, như nói các loài hữu tình và vô tình vẫn tiềm tàng khả năng ý thức. Hữu tình là có tư tưởng cảm tình, vô tình là các loài cây cỏ. Con người đâu phải cỏ cây, nào ai là chẳng có tình. Đúng thật vậy, tất cả mọi người đều có tình. Vậy khi nào thì nó bộc lộ? Ở tuổi trẻ, người Trung Quốc viết chữ tình bằng cách ghép chữ tâm và chữ thanh trẻ. Nói đến tình, thường chúng ta nói tình yêu, thực ra tình có rất nhiều nghĩa. Nam nữ thanh niên dành rất nhiều thời gian nói về tình và yêu. Tại sao? Bởi vì họ thực sự không biết về nó, họ không dứt nói về tình yêu. Từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, và từ năm này sang năm khác vẫn bàn về chủ đề đó. Các thanh niên thành ra chìm đắm, mê mãi trong tình cảm. Nó làm cho họ loạn lên, nặng nề về nghiệp, mê về tình. Đấy là hạng người tầm thường. Hỗn loạn là một loại trước nhiễm, vướng mắc khó mà vượt thoát. Nhưng cái tình từ đâu đến? Từ tâm quý vị đấy. Vậy thì tâm từ đâu tới? Từ tánh của quý vị. Tánh phát ra thành tình, tình phát ra thành dục. Phát ra có nghĩa là rơi xuống, như ý chí của kẻ siêu nhiên là cao thượng, ý chí kẻ tầm thường là kém cỏi. Khi một người rơi xuống, đi xuống và tiến đến ham muốn dục, khi ấy lửa sẽ thiêu đốt thân tâm. Điều đó xảy ra với nam nữ, họ mất đi tự chủ. Tưởng là suy nghĩ, suy tưởng. Đặc điểm của tưởng bao hàm tính cách đối với tâm, nó vốn xuất phát từ tâm. Lúc đầu tâm không động, nhưng với tư tưởng, mọi thứ đều hữu hiện. Tính chất đặc biệt của tưởng cũng là tính chất của tướng. Cả tâm cũng vậy, bất cứ điều gì quý vị nghĩ đến, nó đều trỗi hiện. Chẳng hạn như nghĩ đến uống thì hình ảnh rượu sẽ hiện ra trong tâm người đó. Nghĩ đến ăn thịt, miếng thịt hiện ngay trong tâm. Mọi vấn đề khác cũng đều vậy. Kinh nói hữu thể không tự hiển hiện, nhưng với tưởng thì nó lại hiện. Vậy tưởng đó đúng hay sai? Về căn bản nó không đúng. Khi còn người trước nhiễm gắn liền với những sự việc hiển hiện thì họ chấm dứt tưởng. Khi tưởng nhiều hơn tình, họ sẽ cất lên không xa. Điều này có thể giải thích theo hai cách. Có thể hiểu là họ không tiến xa, sự bay lên cao có giới hạn. Nhưng giải thích ấy không đúng với đoạn văn trên. Cách giải thích hợp là sức bay của họ vượt xa đoạn miêu tả, cất lên không xa. Có nghĩa họ tiến lên rất xa, rất rộng, vậy thì bao xa họ làm phi tiên. Như bàn sáng đi rong cả trăm ngàn dặm, đến chiều thăm viếng 9.000 bệ thờ, hoặc trở thành đại lực quỷ vương, phi hành dạ xoa, địa hành la sát. Các chúng loại này đã giảng giải qua, họ có thể đi khắp bốn cõi trời không bị ngăn ngại, chẳng có gì ngăn trở hành trình của họ. Kinh văn:
kỳ trùng nhược hữu, thiện nguyện, thiện tâm, hộ trì ngã pháp, hoặc hộ cấm giới, tùy trì giới nhân, hoặc hộ thần chú, tùy trì chú giả, hoặc hộ thiền định, bảo tuy pháp nhẫn, thị đẳng thần trụ, Như Lai tọa hạ, việt dịch. Trong chúng nếu có nguyện tốt, tâm lành, hộ trì giáo pháp hoặc hộ trì cấm giới, theo người trì giới hoặc hộ trì thần chú, theo người trì chú, hoặc hộ trì thiền định, theo người thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những hạng đó chính mình được ở dưới pháp tòa của Như Lai, giảng giải. Trong chúng chỉ chung cho các chúng quỷ vương, du hành dạ xoa, nếu có nguyện tốt tâm lành hộ trì giáo pháp của Đức Thích Ca cũng tức là Phật Pháp, hoặc hộ trì cấm giới, theo người trì giới, chỉ những người giữ giới theo lời Phật dạy. Như vậy họ sẽ theo những người giữ giới, họ hành động, mọi hành động của họ đều đúng với giới cấm, chẳng có gì phải bận lòng vì điều đó. Hoặc hộ trì thần chú, theo người trì chú, họ có thể trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, hoặc các chú khác, họ kiên quyết theo người trì chú và bảo vệ những người ấy cả đêm ngày. Hoặc hộ trì thiền định, theo người thiền định giữ yên pháp nhẫn, có những chúng nguyện trong tương lai sẽ bảo vệ người tu tập thiền, họ sẽ đạt được thiền định, giữ yên người có pháp nhẫn sẽ đạt được các pháp, thì những hạng đó chính mình được ở dưới pháp tòa của Như Lai. Các chúng có hạnh nguyện tốt đẹp và hộ trì pháp đều sẽ được ở dưới pháp tòa Như Lai nghe giảng pháp. Kinh văn: tình tưởng quân đẳng, bất phi bất trụy, sanh ư nhân gian, tưởng minh tư thông, tình u tư độn. Việc dịch: tình và tưởng ngang nhau, không bay lên chẳng đọa xuống, thì sinh nơi nhân gian, tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên mù độn. Giảng giải: với 90 phần tưởng, 10 phần tình, người ấy đa phần sẽ được tái sinh. Nếu 90 phần tình, 10 phần tưởng, chắc chắn sẽ đi vào địa ngục. Này tình và tưởng ngang nhau, không bay lên chẳng đọa xuống, thì sinh nơi nhân gian, với nửa tưởng nửa tình là trạng thái cân bằng, người đó không thể bay lên trời làm thần tiên, không rơi xuống địa ngục làm ngạ quỷ, vậy sẽ đi đâu? Đấy là chỗ hiện tại của quý vị của tôi. Sinh nơi cõi nhân gian không có nghĩa là sẽ được sinh ở đây mãi mãi. Nhân gian chẳng qua là một chỗ tạm dừng, một nơi để chuyển sang chỗ khác. Từ nhân gian còn người sẽ đi đến đâu? Quý vị sẽ hỏi. Vâng, để sinh nơi cõi nhân gian, quý vị phải có phần tưởng và tình ngang nhau. Quý vị nên quán xét xem hiện tại mình có tưởng nhiều hay tình nhiều hơn. Nếu tình nhiều, ắt sẽ vào địa ngục. Còn như tưởng nhiều hơn, tương lai quý vị sẽ sinh lên cõi trời. Nếu không có tình, quý vị có thể tiến đến quả Phật, và khi đó quý vị là thuần dương không có âm. Nếu quý vị có 10 phần tình, vậy là có âm rồi. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn, đây là điểm chuyển hóa. Quý vị càng tư tưởng hiểu biết càng nhiều, khi có được trí tuệ, nếu quý vị tu tập để ngày càng tinh tấn thì trí tuệ càng phát triển. Đấy là ý nghĩa tưởng sáng suốt nên thông minh. Tình được gọi là âm, vì khi đó là vấn đề riêng tư, tưởng là công khai, quang minh và trong sáng. Đấy là sự tu tập ngồi thiền, học Phật Pháp, nghe giảng kinh. Từ đó quý vị có được trí tuệ. Trái lại, tình và ái thì không thể bàn luận giữa chốn đông người. Hẳn nhiên hai người nam nữ phải đến công viên bãi biển hoặc ngồi riêng với nhau dưới cội cây để tâm sự. Họ thầm thì trò chuyện nhau, do đó tình thuộc loại u ám. Những gì không thể cho người khác thấy biết là đen tối u ám. Sự u ám đó làm cho họ thành ra ngu độn. Họ đưa nhau vào rừng, nơi chẳng thấy trời cao, hoặc ngồi với nhau trong xe, trong tàu, đi đến những nơi vắng người, đó là u ám. Những điều đó thuộc về âm, nó làm cho con người trở nên ngu độn. Thường họ say mê tán gẫu chát nhau đến khi thành ra ngu ngốc. Ngu ngốc cả khi rơi tọt vào hố sâu không đáy. Đó là lý do khiến bao người sa ngã và trượt vào biển khổ. Đến khi ấy thì không dễ gì thoát khỏi. Quý vị phải hết sức cố gắng mới được, trừ phi quý vị may mắn được một vị thiện tri thức nắm tay kêu to lên, thoát ra đi, đấy cũng là điều khó. Kinh văn: tình đa tưởng thiểu, lưu nhập hoành sanh, trọng vi ma quần, khinh vi vũ tộc. Việt dịch: tình nhiều tưởng ít, đi vào các loại hoành sinh, nặng làm giống có lông, nhẹ thì làm giống có cánh. Giảng giải: tình nhiều tưởng ít, đi vào các loại hoành sinh, nặng làm giống có lông, đấy là sự chuyển biến nhẹ theo mức độ tình giữa các loài thú. Ngay cả ruồi muỗi cũng có một chút tưởng. Quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao loài chim có nhiều màu sắc,
Đấy là vì khi còn là người họ thích mặc các loại quần áo sặc sỡ, họ mặc đẹp để người khác chú ý đến. Khuynh hướng ấy vương lấy nhiều tình, ít tưởng, khiến họ sa vào các giống chim. Có vài loài chim thanh tú xinh đẹp, đấy là những kẻ từng mặc y phục rất đẹp. Do cái tình sâu nặng nên phải vào đường thú, nhưng tình các loài ấy nhẹ hơn súc vật nên thành chim vậy. Kinh văn: thất tình tam tưởng, trầm hạ thủy luân, sanh ư hỏa tế, thụ khí mãnh hỏa, thân vi ngạ quỷ, thường bị phần tiêu thủy năng hại kỳ, vô thực vô ẩm, kinh bách thiên kiếp. Việt dịch: bảy phần tình ba phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi cạnh hỏa luân, chịu khí phần của lửa hồng, thân làm ngạ quỷ, thường bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình, không ăn không uống, trải qua trăm ngàn kiếp như vậy. Giảng giải: với sau 10 phần tình, 40 phần tưởng, con người sẽ đi vào đường súc sinh. Với 40 phần tình, 60 phần tưởng, con người có thể tái sinh vào cõi trời. Còn như 7 phần tình, 3 phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi cạnh hỏa luân, chịu khí phần của lửa hồng. Bên dưới thủy luân là lửa, chẳng hạn như núi lửa, thì lửa nằm bên dưới mực nước. Thân làm ngạ quỷ, thường bị đốt cháy. Có rất nhiều loài ngạ quỷ, loại tệ nhất có cổ họng nhỏ như cây kim, bụng to như cái trống. Vì nước có thể hại mình, không ăn không uống, trải qua trăm ngàn kiếp như vậy. Bọn họ không có một giọt nước để uống. Tại sao vậy? Đó là vì nghiệp. Khi nhìn thấy nước thì liền biến thành lửa. Thiện thần thấy nước như lưu ly, cá tôm sò và các động vật ở biển thấy nước như là nơi của chúng, đó là nhà ở. Chúng sống trong đó nên không thấy nước, cũng như con người sống nhờ vào không khí nhưng không để ý đến. Nếu con người thiếu không khí ắt sẽ chết. Con người cần ăn uống để sống, nhưng cũng phải cần không khí để thở. Nhưng chúng ta có thấy được không khí không? Cá thấy nước là nhà của chúng và con người thấy nước là nước, nhưng loài quỷ thấy nước lại là lửa. Tại sao chúng ta không thấy nó như lửa? Nếu ai đó muốn biết có sự khác biệt đó thì nên thử làm quỷ, ắt sẽ nhận ra. Nhưng quý vị muốn biết được điều đó mà không cần phải làm quỷ. Đúng vậy, tôi sẽ nói, đó là vì nghiệp chướng, do kết quả của nghiệp chính họ tạo ra. Nếu quý vị tạo nghiệp, quả báo khiến quý vị thành ngạ quỷ, khi ấy sẽ cảm nhận nước chính là lửa. Nếu không tin, quý vị có thể thử xem. Nhưng nếu hành động như vậy và khi thực sự đã thành ngạ quỷ thì rất khó để trở lại làm người. Vậy cách tốt nhất là hãy tin tôi không nói dối quý vị. Khi ngạ quỷ bị thiêu chết, nó tiếp tục sống trở lại và bị thiêu chết. Chúng phải chịu đựng sự sống chết nối tiếp liên tục như vậy. Quỷ nhìn thấy nước là lửa nên không có nước để uống, cũng chẳng có cái để ăn. Chúng phải chịu đựng đau khổ trong vô số kiếp như vậy. Kinh văn: cửu tình nhất tưởng, hạ động hỏa luân, thân nhập phong hỏa, nhị giao quá địa, khinh sanh hữu gian, trọng sanh vô gián, nhị trùng địa ngục. Việt dịch: chín phần tình một phần tưởng, xuống thấu qua hỏa luân, giữa giao giới phong luân và hỏa luân, nhẹ thì sinh vào hữu gián, nặng thì sinh vào vô gián, là hai thứ địa ngục. Giảng giải: chín phần tình một phần tưởng, xuống thấu qua hỏa luân, giữa giao giới phong luân và hỏa luân. Ở đây không chỉ có lửa, nó còn có gió. Gió càng làm lửa cháy mạnh hơn, nhẹ thì sinh vào hữu gián, nặng thì sinh vào vô gián, là hai thứ địa ngục. Kinh văn: thuần tình tức trầm, nhập a tỷ ngục, nhược trầm tâm trung, hữu bán đại thừa, hủy Phật cấm giới, cuống vọng thuyết pháp, hư tham tín thí, lạm ưng cung kính, ngũ nghịch thập trọng, cánh sanh thập phương, a tỷ địa ngục. Việt dịch: thuần tà là tình thì chìm sâu vào ngục a tỷ. Nếu trong tâm chìm sâu như vậy lại có hủy bán đại thừa, phá cấm giới của Phật, lừa dối nói pháp để tham cầu tín thí, lạm nhận cung kính, phạm ngũ nghịch thập trọng, thì lại chuyển sinh vào mười phương địa ngục a tỷ. Giảng giải: thuần tà là tình không có tưởng, duy chỉ có tình thì chìm sâu vào ngục a tỷ. Nếu trong tâm chìm sâu như vậy, nếu trong tâm người đó hoàn toàn bị động do tình, lại có hủy bán đại thừa, họ phán đoán nhất định mọi sự việc đều theo tình ý của riêng mình, nhận đúng là sai, nhận cái sai là đúng. Họ rất vô lý, luôn tay trắng đổi đen, vừa phản đối những gì người khác nói. Nếu có người lên tiếng, đừng làm vậy là không tốt.
họ sẽ phản bác có gì phải sợ chứ. Phương châm của họ là ăn thịt uống rượu chẳng hề gì, Phật chỉ là hình ảnh tưởng tượng ra thôi. Họ luận rằng tâm là Phật, Phật là tâm. Đấy là những quan điểm sai lạc tà kiến. Từ suy nghĩ lệch lạc, họ phá cấm giới của Phật. Nói thọ giới làm gì chứ, thọ giới ắt sẽ bị ràng buộc, không được tự do. Thực ra nếu không thọ giới, con người rất dễ đi vào địa ngục. Quý vị gọi đó là tự do sao? Giới có giới tướng, giới pháp, giới thể. Người thọ giới có khả năng gìn giữ ngăn ngừa những sai phạm của chính mình, tránh không đi vào địa ngục. Và cho dù có vào địa ngục, quý vị cũng sẽ nhanh chóng ra khỏi nơi đau khổ ấy. Chúng sinh thọ giới Phật, tức là Phật tử chân chính. Cho nên thọ giới là điều cần thiết trong tu hành Phật đạo. Đừng hủy báng giới của Phật, cũng đừng lừa dối nói pháp. Đừng phủ nhận nhân quả, đừng nói những lời như không có nhân quả, con người ta đã là Phật rồi, không cần thiết phải tu hành, cứ ăn thịt uống rượu và vui đi. Dù có làm điều gì cũng không sao, các người rồi sẽ thành Phật, thật dễ dàng để thành Phật. Đúng đấy, thật dễ dàng để thành Phật, nhưng phải tránh đi tội lỗi. Chẳng có ông Phật nào lắm tội cả, các vị ấy đều hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, chẳng có ai ô uế, đầy nghiệp chướng mà thành Phật được. Chẳng có ai ăn thịt uống rượu mà thành Phật. Nếu chỉ đơn giản như thế, thì Phật còn nói đến giới cấm làm gì? Đừng để tham cầu tín thí, đừng dối trá để người khác tin tưởng và mang đến lợi lộc cho quý vị. Đừng nghĩ làm thế nào để được tiền từ các người học. Tôi không bao giờ nói về tiền bạc với các môn đệ. Thông thường họ phải mất ít nhất 50 hoặc 60 đô la khi mới vào học tập, nhưng tôi không để ý đến việc ấy. Tránh lạm nhận cung kính hoặc phạm ngũ nghịch như giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tăng, hoặc phạm tội thập trọng, đó là 10 trọng giới Bồ-Tát. Phạm tội nặng như vậy thì lại chuyển sinh vào 10 phương địa ngục A-tỳ. Sau khi chịu hình phạt từ ngục A-tỳ, ở cõi này người đó sẽ lại chuyển sang ngục A-tỳ khác trong khắp cả 10 phương. Quý vị có thể hình dung là biết bao lâu không? Chẳng hạn Đề Bà Đạt Đa, người ra sức ganh đua cùng Phật, rốt cục thân sống phải rơi vào địa ngục. Hiện ông ấy vẫn phải chịu đau khổ trong các địa ngục từ thời Phật Thích Ca cho đến ngày nay. Thật sự đó cũng chỉ là một cái chớp mắt. Kinh văn: tuần tạo ác nghiệp, tuy tắc tự chiêu, chúng đồng phần chung, kiêm hữu nguyên địa. Việt dịch: theo ác nghiệp gây ra, mặc dù tự chuốc lấy quả báo, nhưng trong đồng phận chung vẫn có chỗ nhất định. Giảng giải: theo ác nghiệp gây ra, mặc dù tự chuốc lấy quả báo, vì hủy báng giáo pháp đại thừa, phá hoại Phật pháp tăng, phạm tội ngũ nghịch và thập trọng, nhưng trong đồng phận chung vẫn có chỗ nhất định. Mặc dù sao vào địa ngục do hành động của chính mình gây ra, nhưng tùy theo sự tạo nghiệp của mỗi người có khác nhau, nên sự chịu đựng quả báo cũng có khác. Ha ha ha,